Thưa quý vị và các bạn, có một miền quê quan họ Bắc Ninh mà cách đây hàng nghìn năm đã sản sinh ra những làn điệu dân ca và hình ảnh quan họ làm say đắm lòng người. Nghe một lần lại muốn nghe nữa lại muốn nghe mãi không thôi. Người nghe bị mê hoặc bởi những lời hát quan họ ngọt ngào tình tứ của những liền anh liền chị sinh ra và lớn lên với những câu quan họ quê mình. Sau mỗi vụ mùa bận rộn hay khi những hội xuân về, những chàng trai trong trang phục quan họ đầu đội khăn xếp, mặc áo the dài, quần trắng ống rộng và những cô gái mặc áo tứ thân nhiễu điều, nếp bên hoa lý muôn chùm, đầu đội nón quai thao, đó là các liền anh liền chị gặp nhau trong những câu hát đối đáp giao duyên, những câu hát về quê hương đất nước. Cứ như thế, những câu hát được truyền đi qua bao thế hệ. Trong chương trình Làn điệu Việt tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đặc sắc và cùng gặp gỡ với các vị khách mời của chương trình để tìm hiểu thêm, cảm nhận thêm rõ nét về cái đẹp, cái hay của dân ca quan họ Bắc Ninh. Tình ơi tuổi lòng tiếc năm sáng ơi.
Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng. Trầu xanh cau trắng cháy hồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe. Dạ, thay mặt chị cả chị hai, xin mời anh cả anh hai ăn với chúng em miếng trầu đấy à. Còn son em nghĩ cũng nghĩ còn son.